Thank you.
Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 5. Con gì vốn rất hiền lành, xưa được chị Tấm dỗ dành nuôi cơm? A. Con cá chép. B. Con cá bống. Và C. Con cá vàng. Cô xin đọc câu hỏi lần nữa. Con gì vốn rất hiền lành, xưa được chị Tấm dỗ dành nuôi cơm? A. Con cá chép. B. Con cá bống. Và C. Con cá vàng. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Vâng, và đáp án của chúng ta là đáp án B. Xin chúc mừng các thí sinh của đáp án B. Xin mời các thí sinh của đáp án Sướng. Chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 6. Chú Cuội và chị Hằng thường xuất hiện vào ngày nào? A. Tết Nguyên Đán. B. Tết Trung Thu. B là Tết Thiếu Nhi. Và C là Tết Trung Thu. Cô xin đọc lại câu hỏi. Chú Cuội và chị Hằng thường xuất hiện vào ngày nào? A. Là Tết Nguyên Đán. B. Là Tết Thiếu Nhi. Và C. Là Tết Trung Thu. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Vâng, và đáp án của chương trình là đáp án C. Xin chúc mừng các thí sinh của đáp án C. Chúng ta hãy đến với câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 7. Con vật nào sau đây là biểu tượng cho mùa xuân, báo hiệu mùa xuân đang về? A. Con chuột chuồn. B. Con chim én. Và C. Con ve. Cô xin đọc lại câu hỏi. Con vật nào sau đây là biểu tượng cho mùa xuân, báo hiệu mùa xuân đang về? A. Con chuồn chuồn. B. Con chim én. Và C. Con ve. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Vâng, và đáp án của chương trình là đáp án B, con chim én. Xin chúc mừng các thí sinh của đáp án B. Vâng, ở câu hỏi này thì cũng có một số thí sinh phải rời khỏi sàn thi đấu. Và để cho công tác giám sát được thuận lợi hơn thì cũng để nhìn các thí sinh của chúng ta là bạn nào mà chúng ta dơ đáp án sai thì chúng mình sẽ tự giác đứng lên rời khỏi sàn thi đấu, các con ạ. Rồi, cảm ơn các con. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 8. Điền số thích hợp vào dãy số sau. 4, 5, 6, chấm chấm chấm, 8, 9. Đáp án A là số 7. Đáp án B số 4. Và đáp án C là số 2. Cô xin đọc lại câu hỏi. Điền số thích hợp vào dãy số sau. 4, 5, 6, chấm chấm chấm, 8, 9. Đáp án A là số 7. Đáp án B là số 4. Và đáp án C là số 2. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Vâng, và đáp án của chương trình là đáp án A. Xin chúc mừng các thí sinh và đáp án A. Chúng ta đang đến gần đến những câu hỏi cuối của phần thi khởi động. Nên các thí sinh hãy thật sự chú ý. Câu 9. Chữ cái nào gồm một nét thẳng đứng và một nét cong tròn khép kín ở phía trên bên trái của nét sổ thẳng? Câu A là chữ bờ, câu B là chữ cu và câu C là chữ giờ. Cô xin đọc lại câu hỏi.
chữ cái nào gồm một nét thẳng đứng và một nét cong tròn khép kín ở phía trên bên trái của nét sổ thẳng. Đáp án A là chữ bờ, đáp án B là chữ cu và đáp C là chữ giờ. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Vâng, và đáp án của chương trình là đáp án B. Xin chúc mừng các thí sinh của chúng ta. Vâng, và ở câu hỏi số 10 sẽ là một câu hỏi từ tiếng Anh ạ. Vâng, và sau đây thì xin trân trọng giới thiệu và kính mời thầy Inat sẽ lên sân khấu để đọc câu hỏi cho các con. Hello everyone. Hello everyone. Calling. Hello everyone. How are you today? 1, 2, 3. How are you today? All right. Good job. Are you ready for question number 10? Are you ready? Are you ready? Great. So question number 10 is, where are you from? A. Australia. B. Vietnam. Or C. Malaysia. Some of your answers. The right question is B. Great, well done. Vâng, và đáp án của chương trình là đáp án B, Việt Nam. Xin chúc mừng các thí sinh và đáp án B. Hello. Can you tell me where are you from? I'm from Vietnam. Right? Yes. Well done. Well done. Well done. Well done. Well done. Chúng ta sẽ bỏ đáp án xuống. Vừa rồi thì các thí sinh của chúng ta đã trải qua 10 câu hỏi của phần thi thứ nhất thật là xuất sắc. Một tràng pháo tay thật lớn để dành tặng cho các thí sinh của chúng ta. Các bạn đến câu hỏi tiếp theo. Hạt đen ví như mắt, cùi ngọt tựa đường phèn, hương thơm như mùi mật là quả gì? A. Quả nhãn. B. Quả xoài. Và C. Quả cam. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Quá xuất sắc. Một tràng pháo tay dành cho hai thí sinh của chúng ta. Và đã có ba thí sinh của chúng ta đều rất là xuất sắc. Xin mời các cổ động viên hãy dành tay vào một tràng pháo tay thật lớn nha. Vẫn chưa phân được thắng bại đúng không ạ? Và thí sinh đều rất ngang sức ngang tài. Bạn lắng nghe nhé. Trẻ mặc áo xanh, già nhuộm thành đỏ. Ai áo đỏ được đi ăn cỗ, ai áo xanh phải ở trong nhà là quả gì? A. Quả xoài. B. Quả ớt. C. Quả dừa. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Người thắng cuộc, người được rung chuông vàng cho hội thi ngày hôm nay.
Super Blues on my first.